và ngày hôm nay được sự cho phép của hai bên mình cũng như được lời mời của Tân Lan và các doanh nhân của chúng ta cho phép Phương Nguyễn cũng như ban nhạc Tuấn Hải để tổ chức chương trình ngày hôm nay. Bắt đầu thay lời cho Tân Lan và các doanh nhân của chúng ta xin được gửi một lời chào, gửi lời chào đến quý ông, gửi lời chào đến quý bà, gửi lời chào đến quý cụ già, chào những mấy em trẻ, chào mấy người con khỏe, chào mấy em thanh cao, chào các ông chú ở trên cao, gửi lời chào đến mấy cậu gì ở phía dưới. Lời chào có tất chung quy bỏ qua, xin gửi lời chào đến cô bác gần xa từ trong nhà ra hỗ trợ đánh quy vấn đề cũng xin gửi một lời chào. Dù ai mới ra đã vào gửi lời chào tất cả, lời chào nhau đã xin gửi một tràng vỗ tay. Vâng, thưa quý vị, đúng là không có vui nào hơn cuộc vui ở đây. Vui ở đây mà vui ra cũng từ ngã 7, ngã 3 mà vui về. Để rồi chúc cho tất cả các anh chị quý vị, đó là một bầu trời sức khỏe, một biển cả tình yêu, một đại dương tiền bạc, vạn sự như ý, tình xin mơ và chưa treo điều may mắn. Vâng, thưa quý vị, đâu cứ phải mùa xuân xuân hoa mít nở, mà hoa nở cả bốn mùa xuân xuân hạ thu đông đông như đôi chim chim cánh đất tiền mười mấy quốc quách về quan ánh bình minh. Vâng, thưa quý vị, họ đều là những người trẻ luôn hăng say trong công việc và cũng khao khát một tình yêu cháy bỏng. Thế rồi trên đất trời hoa lệ này họ đã gặp nhau và đó họ yêu nhau, mơ ước sẽ nhìn nhau qua hết cuộc sống này và một gia đình thật hạnh phúc, mơ ước sắc hồng sẽ phủ đầy trong một ngày nắng xuân. Và người đã đến như tấm lòng con trẻ mãi bên gia đình đã tác hợp cho bạn trẻ của chúng ta cùng chính thức về chung một mái nhà. Rất những giây phút long trọng này, tất cả các bạn tổ chức xin được công bố lễ kết hôn của chú rể Thanh Phương sánh với cùng cô dâu Minh Thủy. Xin phép được bắt đầu. Chúng tôi cũng xin được kính mời đến hai vị trưởng đoàn cũng như đoàn lễ tân hãy trở vào trong bộ trường cưới của chúng ta ngày hôm nay. Xin chào vỗ tay thật lớn cho hai vị trưởng đoàn cũng như đoàn lễ tân của chúng ta trở vào trường cưới ngày hôm nay. Và trên đây là hai ngọn lửa tình yêu của các bạn trẻ của chúng ta ngày hôm nay. Với bắt đầu chúng tôi cũng xin được kính mời đến hai vị trưởng đoàn hãy trở lên và thắp lên ngọn lửa tình yêu cho các bạn trẻ của chúng ta ngày hôm nay. Vâng, xin mời hai vị trưởng đoàn. Vâng, xin mời vị trưởng đoàn hoàng đại hãy thắp lên ngọn lửa tình yêu của chúng ta ngày hôm nay. Vâng, xin cảm ơn vị trưởng đoàn hoàng đại rất là nhiều. Vâng, xin mời vị trưởng đoàn có nhà trai hãy thắp lên ngọn lửa tình yêu của chúng ta ngày nay. Vâng, quý thưa quý vị, vậy là ngọn lửa tình yêu của các bạn trẻ đã sáng lên rồi. Để cho ngọn lửa này sẽ ngàn năm được sáng, để cho đôi lứa được mãi mãi bên nhau đến trọn cuộc đời. Xin cảm ơn hai vị trưởng đoàn rất là nhiều, xin hãy cùng chúng ta anh em trở về vị trí của mình để làm lễ chào nhau. Vâng, quý thưa quý vị, đúng thật là anh còn son mẹ cũng còn son ước gì ta được làm con một nhà đến về với mẹ cha tiếp với ông bà làm lễ chầu cầu. Hôm nay ta đã có nhau chầu cầu có bụng thắm màu tuyệt chung. Vâng, quý thưa quý vị, ngày hôm nay họ nhà trai đến vật họ nhà trai cho nên họ nhà gái không phải là con chim ngà gà chim cường ngựa chim hồng bao mà chỉ là những mâm bánh kẹo bình thường, những bụng cao những lát chầu cho tay mình cánh vượng hoa đậm bản sắc quê hương Việt Nam tươi giống của chúng ta. Và ngày hôm nay hai vị trưởng đoàn trở về đây, thứ nhất là chúc vui cùng với đôi bạn trẻ của chúng ta, và thứ hai đó là bắt tay kết tình thông gia kể từ ngày hôm nay. Vâng, xin mời hai vị trưởng đoàn chúng ta hãy cùng bắt tay để kết tình thông gia kể từ ngày hôm nay. Vâng, mong rằng mối thông gia của hai bên gia đình sẽ mãi mãi bền chặt để cho những lứa được mãi mãi bên nhau đến trọn cuộc đời. Và khoảnh khắc quan trọng nhất của ngày hôm nay, vâng, xin mời họ nhà trai hãy dâng lễ lên họ nhà gái. Xin mời họ nhà gái hãy đón nhận phần kết tình của họ nhà trai. Vâng, xin được cảm ơn hai vị trưởng đoàn cũng như các bạn đã dành yêu chúng rất là nhiều. Xin mời hai vị trưởng đoàn các bạn đã dành yêu chúng ta cùng đứng sang hai bên để chào đón các viên đường đẹp nhất của chúng ta ngày hôm nay.
yêu thì như đốt sáng soi, rất gần hai bạn về chung một nhà, yêu nhau chẳng ngại đường xa xa xôi cách trở ta càng yêu nhau. Bây giờ chồng mới hỏi câu chầu vàng nhã với câu xanh thế nào. Vâng thưa quý vị, đúng là câu xanh mà nhã với chầu vàng, tình như tình anh dẫn với duyên em đẹp đôi. Vâng ngày hôm nay đúng là trẻ của chúng ta chính thức bước vào ngưỡng cửa của tình yêu. Hôm nay trên thành phố Busan chắc lẽ sẽ trường chắc nhã. Thay mặt cho ta làm và tân lương của chúng ta xin được gửi một lời mời đến tất cả các anh quý vị, hãy cùng đứng dậy để cổ vũ cho mối tình nồng nàn say đắm. Có bao nhiêu năm đời chờ, và ngày hôm nay ra mắt ở hơn là chú rể Thanh Vương Thánh Nhân cùng cô dâu Bích Thủy. Xin nổ những tràng vỗ tay thật lớn và thật rộn rã chào đón cặp đôi đẹp nhất của chúng ta ngày hôm nay. Vâng, xin cảm ơn hai vị tập đoàn rất nhiều, xin mời hai vị tập đoàn chúng ta hãy trở về vị trí ngồi danh dự của mình. Xin mời các bạn tham gia chương trình, chúng ta hãy đặt lễ lên cái miếng chúng tôi cũng xin được kính mời đến vị trưởng đoàn hoa nhà gái hãy đứng dậy ra mắt con đời hơn của chúng ta ngày nay. Chúng tôi chào con tay và lấy vị trưởng đoàn hoa nhà gái. Vâng, cảm ơn rất nhiều khi mà hoàn toàn vị trí của mình. Vâng, xin mời vị trưởng đoàn hoa nhà gái đứng dậy ra mắt con đời hơn của chúng ta ngày nay. Vâng, xin cảm ơn rất là nhiều. Vâng, xin mời hoàn toàn vị trí của mình. Vâng, và bên đây với những ca khúc đầy sự động và cũng đáng phần chân tình, đó là ban nhạc Tuấn Hải đến với chúng ta từ thành phố Giang Sa kia. Xin một tràng vỗ tay và lớn sân đẹp quá ạ. Và không thể thiếu đó là 1.510 đại biểu đã đến với chúng ta từ 64 tỉnh thành của đất nước ngày hôm nay đã về đây cùng với chúng cùng với đôi bạn trẻ của chúng ta. Xin một tràng vỗ tay thật lớn và thật rộn rã lên với chính quý vị ngày hôm nay. Vâng thưa quý vị, và bây giờ thì xin phép cho tôi làm một chút thủ tục hôn nhân đối với đôi bạn trẻ của chúng ta ngày hôm nay. Vâng thưa quý vị, và trên tay tôi bây giờ là cuốn sổ hôn ước của đôi bạn trẻ của chúng ta. Vậy đầu tiên cho tôi xin được hỏi chú rể Thanh Vương của chúng ta rằng bên cạnh bạn là một cô dâu rất là xinh đẹp, bạn có đồng ý lấy cô dâu Bích Thủy làm vợ, nguyện yêu thương chăm sóc cô dâu Bích Thủy đến trọn cuộc đời, dù bất kỳ chuyện gì xảy ra rằng nữa sẽ mãi mãi luôn luôn ở bên cạnh cô dâu Bích Thủy mãi mãi, bạn có đồng ý hay không? Nhưng mà đầu tiên trước khi mà vào câu hỏi chính thì hỏi câu hỏi trước đã. Bên cạnh bây giờ thì cô dâu Thủy của bạn có thấy xinh đẹp hơn ngày thường rất là nhiều không ạ? Nhiều ạ. Vâng, vậy thì bạn, vì ngày hôm qua thì tôi vẫn thấy cô Thủy, cô dâu Thủy của chúng ta khoác cho mình bộ quần áo bà ba mà vẫn đang còn đi chợ ở ngoài kia, mà ngày hôm nay thì đã khoác cho mình bộ váy cưới rồi. Vâng, vậy thì bây giờ lại phải quay lại vấn đề chính rồi. Vậy bạn có đồng ý lấy cô dâu Thủy làm vợ, nguyện yêu thương chăm sóc đến cô dâu Thủy đến trọn cuộc đời, sự bất kỳ chuyện gì xảy ra thì nó sẽ mãi mãi và luôn luôn bên cạnh cô dâu Thủy đến trọn cuộc đời, bạn đồng ý hay không? Dạ đồng ý ạ. Một trăm phút anh cũng đẩy chúng ta. Có lẽ thì vừa rồi thì cô dâu Thu Thủy cũng đã nghe thấy là chú rể Thanh Dương, Thanh Vương đã đồng ý lấy bạn làm vợ, nguyện yêu thương chăm sóc bạn đến trọn cuộc đời. Còn bạn thì sao? Ngày hôm nay bên cạnh bạn là một chú rể rất là đẹp trai, quá là đẹp trai luôn. Bạn có thấy đẹp trai không? Đẹp trai hơn ngày thường rất là nhiều đúng không ạ? Dạ. Có anh nghe thì hiểu không? Dạ, sao bé vậy ạ? Dạ, phải lớn lên. Thấy chú rể mình đẹp trai phải nói thật lớn lên. Có hay không ạ? Dạ có. Vâng. Vậy thì bạn có đồng ý lấy chú rể Thanh Vương làm chồng, nguyện yêu thương chăm sóc chú rể Thanh Vương đến trọn cuộc đời, dù bất kỳ chuyện gì xảy ra chẳng nữa sẽ mãi mãi và luôn luôn bên cạnh chú rể Thanh Vương đến trọn đời. Nhưng mà trước hết thì tôi phải cảnh báo bạn một điều rằng bạn không đồng ý thật nhanh, dưới đây bạn thấy là rất là nhiều cô gái sẵn sàng lên và sát tay chú rể của bạn chẳng chỗ nào là không, tôi không có thể biết được. Vậy bạn có đồng ý hay không ạ? Vâng, tôi đồng ý. Một tràng vỗ tay cho tất cả những người chúng ta.
Vâng, nhưng dù sao thì cái nước thì đôi bạn trẻ của chúng ta vẫn phải ký vào bản hôn ước này. Vâng, xin mời Slam và thân yêu của chúng ta. Vâng, xin quý vị, vừa rồi thì quý vị đã chứng kiến đôi bạn trẻ của chúng ta ký vào bản hôn ước này rồi. Thay mặt cho ban tổ chức, thay mặt cho chính quyền sở tại và cũng thay mặt cho bên gia đình, xin được công bố kể từ ngày hôm nay, kể từ giây phút này trở đi, đôi bạn trẻ của ta chính thức lên vợ lên chồng. Xin một tràng vỗ tay thật lớn hơn nữa và thật to hơn nữa ăn lên chúc mừng cho đôi bạn trẻ. Vâng, thưa quý vị, đứa bạn trẻ của chúng ta yêu như tự khi nào tôi cũng như các bạn không ai có thể biết và họ đã phải vượt qua bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu cách trở để đến được với nhau. Vâng, tình cảm của họ không phải vì mỗi chữ tiền tài danh vọng và cũng không phải vì mỗi chữ địa vị chức tước mà đến với nhau bởi hai tiếng thiêng liêng, đó là hai tiếng tình yêu. Để rồi cho đến ngày hôm nay hai bạn nhất trí một lòng kết hôn, ngày đẹp tháng tốt thì tính ra tổ chức lễ gần xa chúc mừng với nhau bồ bạn quốc vương chẳng ngại đường xa xa xôi về đây chung một mái nhà chúc hai bạn đậm đà tình duyên. Vâng, thưa quý vị, đôi bạn trẻ của chúng ta được sinh ra và lớn lên tại nước vùng quê yên bình ấy mà, đó là vùng quê tỉnh Tây Ninh và tỉnh Vĩnh Long thân thương của sự lòng bất khắc. Tây Ninh, Vĩnh Long, quê nghĩa quê tỉnh Vĩnh Long, Tây Ninh, nơi ấy chúng mình sinh ra. Vâng, vì điều kiện kinh tế gia đình vẫn còn khó khăn, và đôi bạn trẻ của chúng ta phải tha phương nơi đất khách quê người để mong sao kinh tế gia đình được cấm khá hơn. Vâng, họ yêu nhau từ miền quê nhà ấy, từ những lý trên làng xanh mát, từ những cánh đồng bằng lúa thẳng cánh cỏ bay, và tình cảm của họ cũng mộc mạc đơn sơ như vùng thôn quê ấy. Thế rồi ngày ra đi, chú rể Khánh Vân có thì thầm bên tay cô dâu Bích Thủy mà nói rằng: em ơi, anh đi để nhớ quê nhà, nhớ cánh trong cũng nhớ cả sầm tư, chứ nhớ người con gái trong ngày đến mong đợi em trở về. Và anh hứa với em một điều rằng ngày anh trở về không là ngày anh mắc đổ hồng đến sức em về làm dâu nhà anh. Vâng, thưa quý vị, từ xa xưa thì các cụ ta đã dạy: yêu nhau mấy núi cũng leo, mấy sông cũng lội, chứ mấy đèo cũng qua, yêu nhau chẳng ngại đường xa xa xôi cách trở, tất cả yêu nhau. Vâng, thưa quý vị, thế rồi vào một ngày kia, cô dâu của chúng ta đã đặt chân lên chuyến máy bay của hãng hàng không Thiên Đường được hạnh phúc mang nhãn hiệu tình yêu để sang xứ sở cô đơn xa xôi này để tìm lại một nửa tình yêu của mình. Đúng như duyên trời đó thì họ đã gặp lại nhau trên mảnh đất quê hương xa xôi này. Cái buổi đầu gặp lại đầy bồi hồi và xúc động, sơn những buổi chiều hoàng hôn tím đỏ chuyện hẹn hò để rồi đứng lứa về bên nhau. Hay bạn ước tính một ngày sau có một đám cưới kéo dài đường quê. Vâng, thưa quý vị, tại xứ sở quê hương xa xôi này, đất nước trời hoa lệ này, khi sánh cấp bên nhau, chú rể Thanh Phương có nói với cô dâu Bích Thủy của chúng ta rằng: em yêu ơi, thật đúng là anh với em chỉ với nhau một lời thề ước, chúng mình khao khát được cùng nhau bằng ngày mãi tạt sông dài cho sông kia vẫn chảy để nhìn cầu ta qua. Đáp lại tấm chân tình đó, cô dâu Bích Thủy đã thì thầm bên tai chú rể Thanh Phương mà nói rằng: anh yêu ơi, thật đúng là anh với em chỉ với nhau một lời thề ước, chúng mình khao khát được cùng nhau. Vâng, đúng là từ cái nhìn đầu tiên đấy, từ cái nhìn đầu tiên đấy em đã yêu anh mất rồi, và em cũng mong ước một ngày rằng được về làm xa nhà anh và cũng được làm người vợ hoa niềm. Vâng, thế rồi đúng từ những cái ngày đó cho đến ngày hôm nay, ngày 18 tháng 8 năm 2013, tức là ngày 12 tháng 7 năm Quý Tỵ, được sự cho phép của anh bên gia đình, được sự phúc thu đùm bọc với họ, cũng như được sự tìm hiểu chín mùi của đôi bạn trẻ của chúng ta ngày hôm nay, chính thức tổ chức một lễ chào năm hạnh phúc trọn đời bên nhau. Vâng, thưa quý vị, trước mặt quý vị là một đôi trai tài gái sắc, họ đang kề vai sát cánh bên nhau tựa như đôi chim đang tung cánh giữa trời. Vậy tôi xin chúc cho hai bạn trăm năm tìm mối thắm mắc kề, trăm năm hạnh phúc không hề đổi thay, mà đây trẻ thơm lá hương bay, trăm năm hai bạn vẫn luôn đẹp ngày kết duyên.